Một vài idioms cực hay mà các bạn nên biết về chủ đề learning. Một thành ngữ đó là do's and don'ts, và có một cách viết khác đó là thành ngữ do's and don'ts có nghĩa là things you should do and you shouldn't do, những thứ mà bạn nên và không nên làm. Một ví dụ, teacher spent 10 minutes explaining all the do's and don'ts in the classroom. Có nghĩa là giáo viên đã dành 10 phút để giải thích tất cả những điều nên làm và không nên làm trong lớp học. Một ví dụ khác, before you start using the system, here are a few do's and don'ts. Trước khi bạn bắt đầu sử dụng hệ thống, đây là một số điều nên làm và không nên làm. Một thành ngữ tiếp theo đó là make yourself understood. Có nghĩa là speak in a way that others can understand, hoặc là to communicate effectively. Thì thành ngữ make yourself understood có nghĩa là nói theo cách mà người khác có thể hiểu được mình á. Một ví dụ, since they spoke only their language, we had to use our body language and gestures to make ourselves understood. Vì họ chỉ nói được ngôn ngữ của riêng họ thôi, cho nên chúng tôi đã phải sử dụng ngôn ngữ cơ thể và cử chỉ để họ hiểu được chúng tôi muốn nói gì.